Chương 311 Tò mò. Linh Đàm dĩ nhiên muốn chạy đến giúp đỡ con gái bé nhỏ của mình. Chỉ tiếc đối thủ của gã lại không cho gã có cơ hội nào. Ngược lại, trong Tịnh Mẫn còn có vẻ đang giận hờn vù vờ. Y cảm thấy như bị xúc phạm. Rõ ràng Linh Đàm có thể tránh được mũi tên vừa rồi, nhưng gã bị phân tâm nên mới trúng một chưởng của y. Y không thích một cuộc đọ sức mà đối phương không đủ tỉnh táo tiếp chiêu của mình. Như vậy thắng được gã thì có gì mà tự hào, có gì mà khoe khoang với Tịnh Uyển. Tịnh Mẫn nói lớn: Linh Đàm, đối thủ của ngươi là ta. Ta hy vọng ngươi tập trung đấu một trận ra trò, đừng tự biến mình thành trò cười của ta. Linh Đàm quay người, ném ánh mắt lạnh lùng vào mặt Tịnh Mẫn. Dĩ nhiên gã sẽ đấu với y một trận ra trò, thế nhưng tâm trí của gã quả thật không thể tập trung nổi. Ánh mắt lại chuyển hướng sang phía Tiểu Bạch, xem thử con bé đã ổn chưa, xem thử con bé có bị nhấn chìm đến chết dưới bùn lầy kia hay không. Người thoát khỏi thử thách bùn lầy không phải con bé mà là Vô Ảnh. Vì thế gã càng lo lắng con bé sẽ không thoát nổi cái tên nhóc Tịnh Ngôn đó hơn. Tịnh Mẫn tức giận thật rồi. Nếu Linh Đàm không chịu nghiêm túc đấu một trận, vậy thì y chỉ còn cách giết gã trước rồi đến bên cạnh chủ nhân vậy. Y không cần biết trận đấu này có công bằng hay không nữa, không thèm để ý chuyện chơi đẹp hay chơi xấu nữa. Y chỉ muốn đánh gã một trận như tử mới thôi. Tịnh Mẫn dùng cây phất trần màu xanh dương của mình tạo thành một cơn mưa rào, dùng nó tưới lên người Linh Đàm. Nhưng khi hạt mưa chạm vào cơ thể gã lại biến thành những mũi tên ghim sâu vào vai của gã. Gã thét lên đau đớn. Chưa hết, những mũi tên biến thành đám thủy quái đang gặm và cắn xé trên vai của gã, khiến gã khuỵu cả hai đầu gối xuống đất. Vậy mà đôi mắt vẫn còn hướng về phía Tiểu Bạch đầy lo lắng. Tiểu Bạch bị nhấn chìm xuống đáy đầm lầy. Con bé không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, nhưng vẫn thở được dưới nước. Nhiều cái lần nó đưa mọi người đến chỗ của du hồn. Nó đã từng hỏi chuyện này nơi huyết yêu, từng thắc mắc tại sao nó có khả năng thở được dưới nước. Huyết yêu có giải thích: bởi vì con là con lai, bên trong cơ thể có dòng máu của thuần luồng tinh, nên mới có thể chịu được áp suất dưới nước, có thể thở được dưới nước. Nếu ta dạy con cách chế ngự sức mạnh của mình, con sẽ không đánh thua bất cứ kẻ nào đâu. Tiểu Bạch bắt đầu bơi và tìm cách ngoi lên mặt nước tìm Tịnh Ngôn đánh một trận. Tên nhóc đó đã không nhớ ra con bé thì thôi, lại còn dám ghim chết con bé ư? Làm gì có chuyện Tiểu Bạch lại tiếp tục thua cái tên Lý Ngôn đó một lần nữa. Đúng là trước đây Tiểu Bạch từng đánh thua tên ngốc Lý Ngôn, nhưng lúc ấy con bé thực sự còn quá nhỏ, và Tiểu Hồng, chị gái của con bé, đã lừa gạt con bé nên Lý Ngôn mới có cơ hội đánh thắng nó. Lần này nó sẽ không cho bất cứ ai được phép xen ngang vào trận đấu của nó lần nào nữa. Tiểu Bạch tìm kiếm Tịnh Ngôn một hồi vẫn không thấy nó đâu. Con bé tức mình phóng lên mặt nước, đúng lúc nhìn thấy Linh Đàm đang khuỵu gối với khuôn mặt đầy đau đớn. Nó rất đau lòng. Nó phi người đến bên cạnh gã, hất tung tất cả những con thủy quái đang gặm nát hai vai của người cha. Miệng y y a a câu gì đó chẳng ai nghe rõ cả. Tịnh Mẫn ngạc nhiên khi thấy Tiểu Bạch thoát khỏi đầm lầy mà không trầy xước gì. Y đoán được cái tên Tịnh Ngôn lại ỷ lại, không chịu giam địch thủ trong cái thứ mà nó có được đây mà. Y hơi thất vọng về thằng bé. Chủ nhân yêu thương nó như vậy, một việc cỏn con mà nó cũng không hoàn thành được. Đúng là một tên nhóc vô dụng. Linh Đàm cảm nhận hơi thở của con gái mình rất gần. Gã hơi mỉm cười, muốn nói rằng gã không sao. Nhưng đôi môi chưa kịp nói ra câu nói sao cho hoàn chỉnh đã bị tiếng nói của Tiểu Bạch ngăn lại. Con sẽ không thua, nên cha hãy sống sót đến khi chúng ta chính thức chào nhau nhé. Con mang dòng máu của thuần luồng tinh nên sẽ không chết dưới nước đâu. Linh Đàm nghe thấy giọng nói lạnh lót của Tiểu Bạch, trong lòng mừng vui như mở hội. Gã gật đầu,
quên rằng còn có chuyện đứa con mình đang mang một chút sức mạnh của mình. Gã gượng đứng dậy, Tiểu Bạch ra xa trận chiến của mình một chút. Trên mặt đã hiện rõ sự cương quyết chiến thắng trận chiến này. Tiểu Bạch đã nói Linh Đàm phải sống sót đến khi hai người chính thức chào nhau. Tiểu Bạch của gã vừa gọi gã bằng cha. Chuyện này đáng để chúc mừng ghê lắm. Gã biết nó thừa nhận mình, không bài xích mình một phần cũng nhờ Huyết Yêu dạy dỗ. Nếu đã vậy, gã không còn cho phép bản thân được thua, không cho phép bản thân mất mặt trước con gái của mình, càng không cho phép bản thân xấu hổ trước mặt Huyết Yêu. Linh Đàm biến thành một thùng luồng tinh, dùng cái đuôi quấn Tịnh Mẫn lại một vòng khiến y cứa quậy một cách khó khăn, hòng thoát khỏi sự chế ngự của gã. Gã phun ra những lời khang đục, không giống tiếng con người. Bây giờ mới là lúc chúng ta đánh một trận ra trò. Tiểu Bạch mỉm cười, quay đầu bước đi về phía đầm lầy. Nó cũng đã sẵn sàng tiếp tục trận đấu của mình. Tịnh Ngôn ngoi lên một đầu nhìn Tiểu Bạch đang đi tới phía mình. Hào quang của con bé quả thật khiến nó nhớ lại chút gì đó hơi mơ hồ. Hình như đã có lần nó tỉ thí cùng một cô nương bé nhỏ giống như cô bé đó và đã thắng một cách không dễ dàng gì. Tịnh Ngôn tự lẩm bẩm với chính mình. Phải đó, con bé nhỏ khi đó tự xưng tên Tiểu Bạch. Tuấn Tú, Thiên Thanh và Thanh Lâm nào là đối thủ của ả người rắn? Ả chỉ dùng một chiêu duy nhất đã hạ hết ba người họ, nhanh đến mức họ còn chưa có cơ hội dùng lấy vũ khí xịn sò mà mình đang cầm trên tay. Cả ba bị hất tung mạnh đến mức tạo ra một âm thanh rất lớn. Trúc Chi nghe được tiếng động liền mở mắt. Cô thấy Thiên Tử đang giúp mình trị thương. Khuôn mặt của ông rất gần, vài đường nét còn trông giống với Huyết Yêu. Cô cảm thấy bên trong cơ thể như có nguồn sức mạnh to lớn và kỳ quái đang chạy khắp nơi, không cách nào điều khiển được. Thiên Tử cũng phát hiện ra Trúc Chi đang quan sát mình rất kỹ, như đang thăm dò, lại như đang đánh giá mình. Con bé hình như đã khỏe lại, trông tràn đầy sinh khí. Đương nhiên, có cả sức mạnh của ông bên trong người của nó. Ông mỉm cười đầy tinh quái. Ông muốn xem đứa con gái trước mặt này có điều gì lại khiến Huyết Yêu hao tâm để ý như vậy. Trúc Chi vừa mới nhìn thấy cả ba người bạn của mình bị một ả đàn bà xa lạ làm bị thương. Cô không nói không rằng liền thoát khỏi bàn tay của Thiên Tử, tay rút ra cây trâm cài tóc, tiến về phía ả đàn bà khi ả đang muốn giết ba người kia. Thiên Tử chỉ đứng nhìn, không can ngăn, cũng không tham dự. Ông lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của Trúc Chi. Ông thấy cô cầm cây trâm và nhảy vọt lên cao, dứt khoát đâm cây trâm một nhát vào lưng của ả đàn bà. Ả trúng phải một nhát đằng sau lưng, cảm thấy kinh hoàng. Ả quay phắt người lại, lặng người nhìn Trúc Chi. Trên người cô có một thứ mùi rất nồng, mùi của quỷ vương, mùi của sát khí và cả mùi của độc dược. Hành động nhanh nhẹn không tạo ra bất cứ âm thanh nào càng khiến ả kinh hoàng hơn. Ả tự tin mình có đôi tai rất nhạy, nhưng lại chẳng thể phát giác ra hành động của cô, để cuối cùng lại nhận một nhát đâm mạnh bạo như vậy. Ả thấy Trúc Chi đang xem xét ba người con trai bị ả đánh bại phía bên đó. Ả đang phân vân không biết nên đánh lén cô hay không. Ả muốn cô biết cảm giác bị người ta đánh lén ra sao. Nhưng Thiên Tử đột nhiên lên tiếng. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không liều mạng như thế đâu. Thiên Tử biến ra một cái ghế, tựa lưng trên đó và trưng bộ mặt như đang xem kịch vui. Ả đàn bà căm tức nhìn ông như thể chính ông là người đâm vào lưng ả, chứ không phải Trúc Chi. Ả chuyển sang tấn công ông. Ả biến ra ba cái đuôi rắn và phóng thẳng vào mặt Thiên Tử. Ông vẫn ngồi đó vô tư mỉm cười, không hề lo sợ những cái đuôi kia sẽ làm mình bị thương. Tác phong này của Thiên Tử khiến Trúc Chi tưởng tượng đến bản tính của Huyết Yêu. Cô ngờ ngợ đoán được điều gì đó mà chính bản thân
cũng không giải thích được. Huyết yêu trông giống thiên tử. Thái độ của hắn khi biết ông sẽ bị giết, hắn lại thực chất không hề bị giam gì cả. Nếu thiên tử giam giữ hắn thật thì chẳng cho hắn cơ hội hoán đổi thân phận với Tiểu Bạch đâu. Cô mơ hồ đoán giữa hai người này không đơn giản chỉ là mối quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Thiên tử nhắm mắt đón nhận đòn roi từ ba cái đùi rắn. Ông quá mệt mỏi khi phải chiến đấu, nhất là khi thần lực đã dùng hết trong việc cứu Trúc Chi rồi. Càng huống hồ cô đã hút một phần thần lực của ông khi vô tình giải độc cho ông. Ông muốn xem Trúc Chi khó hiểu khi thấy thiên tử vẫn chưa có ý định tránh đòn, cô có nên chạy ra đằng đó cứu lấy ông hay không. Nếu phải cứu ông, cô bắt buộc phải chém nát ba đuôi rắn ấy. Trúc Chi đứng thẳng người, rút ba mũi tên Thượng Nguyệt ra và bắn trúng đích. Ả đàn bà rắn rú lên đau đớn, ba cái đuôi rụng xuống đất, trông không đẹp mắt lắm. Thiên tử cau mày, rõ ràng đang để ý Thượng Nguyệt trên tay Trúc Chi hơn là mấy cái đuôi đang rơi rụng. May mà ông vẫn cố giữ bình tĩnh, nếu không ông đã hỏi thẳng cô về Thượng Nguyệt rồi. Trúc Chi nói với thiên tử: sao ngài lại không tránh đòn? Thiên tử vô tư nói: thần lực của ta phải mất 10 phút mới phục hồi. Người vô tình cứu ta cũng vô tình hút lấy thần lực của ta. Ta bây giờ không khác ba người bạn của ngươi là mấy. Trúc Chi hậm hực: ngài biết vậy còn chọc điên ả làm cái gì? Thiên tử nhún vai không trả lời, vẫn ngồi đó nhìn ngó Trúc Chi, khiến cô có chút không tự nhiên. Đôi mắt kia không chỉ có chút tò mò thôi đâu, chắc ông đang muốn biết điều gì đấy từ cô đến phát điên luôn. Cô cuối cùng cũng chịu không nổi đôi mắt tọc mạch của ông nên hỏi thẳng: ngài cứ ịch tè câu hỏi trong đầu còn hơn nhìn con bằng ánh mắt đó. Thiên tử bật cười, tiếng cười cũng giống huyết yêu. Nếu không phải Trúc Chi phân biệt được cả hai người, chắc chắn cô đã nhầm lẫn người đang tiếp chuyện với mình là huyết yêu. Ông nói nhẹ nhàng: đáng lý ta phải đợi câu trả lời từ thằng nhóc huyết yêu mới phải. Ta đã hứa với nó như vậy, nhưng rốt cuộc khi thấy cô sử dụng Thương Nguyệt, ta lại phân vân rất nhiều. Còn cô trả lời ta hay không? Ngài cứ hỏi thôi, còn chuyện trả lời hay không, con sẽ chọn lọc. Thiên tử lại bật cười một lần nữa. Ông đứng dậy, hai tay bắt chéo sau lưng, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, rồi hỏi nhỏ: rốt cuộc thân phận của con đặc thù ra sao mà huyết yêu lại nhất nhất bảo vệ như vậy? Rốt cuộc hai đứa có gì đó với nhau hay không mà tên nhóc ấy lại không chịu đốt sợi tơ nghiệt duyên ấy đi? Chương 314. Kinh ngạc. Trúc Chi không nghe nhầm. Thiên tử vừa mới nhấn mạnh chuyện huyết yêu không thiêu đốt sợi tơ hồng nghiệt duyên của họ. Trái tim của cô đập loạn, cô trở luống cuống đến độ gần như suýt thì ngã xuống đất. Chuyện mối duyên của họ là nghiệt duyên, cô tưởng chỉ có cô, huyết yêu và ông Tơ Bạn Nguyệt biết thôi. Cô cũng chắc mẻm huyết yêu đã đốt sợi tơ hồng ấy đi rồi kia mà. Tại sao thiên tử lại biết đến chuyện sợi tơ hồng và cả việc huyết yêu chưa đốt nó đi? Huyết yêu chưa đốt nó đi? Cô tự lẩm nhẩm một mình như một kẻ ngốc. Anh ấy biết sợi nghiệt duyên nguy hiểm đến thế nào mà vẫn không đốt sợi tơ hồng ấy đi. Bộ anh ấy không sợ chết hay sao? Bộ anh ấy không sợ một trong hai phải giết người còn lại hay sao? Thiên tử nghe rõ từng lời nói thầm thì của cô. Ông cắn nhẹ môi mình. Chính ông cũng muốn biết nguyên nhân là gì. Ông biết mỗi khi sợi nghiệt duyên xe duyên cho ai đó, thế nào cũng xuất hiện đại họa nào đấy. Một trong hai người bắt buộc phải giết người còn lại, hoặc cả hai sẽ cùng chết. Đó là lý do ông rất muốn biết huyết yêu tại sao lại không hành động như cách mà hắn hay làm.
ông chỉ mới ngờ ngợ nguyên nhân mà thôi, vẫn chưa chắc suy nghĩ của mình là đúng hay không. Rằng huyết yêu muốn bảo vệ tính mạng của cô gái nhỏ trước mặt này mà nhất định không tiêu hủy sợi tơ hồng. Thiên tử thở dài, ông nhìn vẻ mặt sững sờ lại có chút lo lắng của Trúc Chi mà nói: "Ta độ rằng thằng nhóc ấy muốn bảo vệ cho con." Trúc Chi ngước lên nhìn thiên đế, cô hỏi ngay lập tức: "Tại sao?" Thiên tử lại tiếp tục thở dài: "Bởi vì một sợi tơ hồng ghi duyên, nếu bị nam nhân đốt đi, nữ nhân đó sẽ chết. Tờ nhóc ấy không muốn còn chết, cũng không sợ sẽ xảy ra chuyện lớn gì." "Con vẫn chưa hiểu." Thiên tử giải thích: "Sợi tơ hồng nghiệt duyên chỉ xuất hiện khi cả hai bên đều có tình cảm với nhau, hoặc tình cảm từ một phía lớn đến nỗi khiến sợi tơ đó xuất hiện. Quả đúng là một trong hai phải giết chết lẫn nhau nếu không tiêu hủy sợi tơ hồng đó. Nhưng nếu người tiêu hủy dùng máu của mình đốt sợi tơ đó đi, người còn lại vẫn sẽ chết. Rõ ràng huyết yêu không muốn con chết nên mới không dùng máu của mình đốt đi sợi tơ ấy." Thiên tử im lặng trong một chút rồi mới hỏi thẳng Trúc Chi, trong đôi mắt giấu đi hàm ý to lớn nào đấy mà người ngoài khó mà biết được ông đang suy nghĩ gì. "Nếu là con có đốt sợi tơ hồng ấy đi hay không? Cho dù biết rằng đốt nó đi huyết yêu sẽ chết." Trúc Chi không biết nên vui hay nên buồn khi nghe thiên tử nói như vậy. Huyết yêu không đốt sợi tơ hồng ấy cũng bảo vệ cho cô, nhưng việc khiến cô sợ hãi hơn chính là sau này cô sẽ gây bất lợi cho hắn. Có thể cô còn tự tay giết chết hắn. Nếu có một ngày cô dùng thanh hắc ma và đoạt mạng của hắn như trong điềm báo thì sao? Cô sợ lắm. Hai tay của cô run rẩy, hai chân đứng cũng không vững. Cũng may thiên tử nhanh tay đỡ cô lại. Trúc Chi nhìn ra ngoài cửa phòng có thể đang tìm kiếm bóng dáng của huyết yêu tận ngoài kia. Có thể cô cũng muốn chất vấn hắn lý do không đốt sợi tơ ấy đi. Hắn biết rằng cô sẽ không muốn hắn chịu bất cứ thương tổn nào cả. Trúc Chi níu lấy cánh tay của thiên tử, cố đứng vững một lần nữa. Cô nói với ông: "Nếu vậy, con thà chết còn hơn tự mình giết anh ấy. Anh ấy biết điều đó mà. Tại sao lại không đốt sợi tơ nghiệt duyên ấy đi? Dù sao anh ấy cũng đâu có tình cảm với con. Dù sao anh ấy vẫn còn bao gánh nặng trên vai, hy sinh một mình con nhưng đổi lấy bình an cho anh ấy, cũng như đổi lấy bình an của trăm họ kia mà." Trúc Chi lắc đầu, buông cánh tay thiên tử ra. Cô nghẹn ngào nói tiếp: "Nhưng điều đáng sợ nhất là con muốn ở bên cạnh huyết yêu. Dù không phải ở bên cạnh như một tình nhân, thì con vẫn muốn ở bên cạnh anh ấy như một người bạn, một người đồng hành. Con không muốn chết, cũng không muốn huyết yêu phải chết." Trúc Chi lau nước mắt. Cô không muốn trở nên yếu đuối trước mặt thiên tử, cũng không muốn nói quá nhiều chuyện của mình. Nhưng cô không hiểu sao lời nói tuôn ra rất tự nhiên, giống như thiên tử là người bạn tri kỷ của cô đã lâu, giống như chỉ có ông ấy cô mới bộc lộ tâm tư tình cảm của mình ra, giống như ông ấy là người cha còn cô là đứa con gái bé bỏng đang tâm tình chuyện tình cảm thường tình vậy. Nước mắt cũng vì thế mà trào ra, lâu hoài chẳng hết. Thiên tử mím môi chặt đến nỗi không thấy môi của ông đâu nữa. Đứa con gái trước mặt lo lắng cho thằng con trai yêu quý của ông còn hơn tính mạng của cô. Ông chắc mẻm cô rất yêu thương huyết yêu, yêu đến mức muốn hy sinh mạng sống của mình chỉ cần hắn bình an. Điều này khiến ông lo lắng cho cả hai rất nhiều. Bởi vì sợi tơ hồng nghiệt duyên đó
nhất định phải được cắt đứt. Dù cắt đứt rồi, một hai cũng chưa chắc được an toàn mà sống tiếp. Thiền tử xót xa cho cả hai người này. Ông không biết liệu Huyết Yêu có tình cảm với Trúc Chi hay không, hay hắn chỉ vì không muốn cô chết mà không đốt sợi tơ ấy đi thôi. Nhưng nhìn Trúc Chi cũng muốn sống, ông lại không cách nào kiềm chế lòng mình. Thiền tử nói, thật ra vẫn còn một cách có thể khiến cả hai cùng sống. Trúc Chi ngước nhìn thiên tử với ánh mắt hy vọng mà mong đợi ông nói tiếp. Ngay cả Huyết Yêu cũng không có cách ngăn chặn chuyện này, vậy mà thiên tử lại nói có một cách khác cơ. Phải rồi, dù sao ông ấy cũng là thiên đế của tam giới, ông ấy hiển nhiên biết nhiều thứ còn hơn cả Huyết Yêu chứ. Cô vội vàng lau nước mắt, đứng nghiêm chỉnh đợi thiên tử nói tiếp. Thiên tử chưa kịp nói gì hết, á người rắn đã ném dải lụa dài luồn vào cổ Trúc Chi và kéo cô ra một bên. Á người rắn chịu đựng đủ rồi, á vẫn còn đang đứng trong căn phòng, nhưng hai người lại phớt lờ á đi và bắt đầu tâm sự chuyện tào lao gì đó về sợi tơ nghiệt duyên nào đấy mà á lại không hiểu một chút gì về nó. Á tức giận, có hơi bất mãn, lại có hơi xấu hổ. Chẳng hiểu hai người kia mạnh đến mức nào mà lại không quan tâm đến một kẻ nguy hiểm như ả vẫn còn đang hiển hiện trong này. Trúc Chi bị lôi cách xa thiên tử khoảng 5 bước chân. Cô tức giận trừng mắt nhìn ả người rắn, bởi vì ả vừa xen ngang cuộc trò chuyện quan trọng của họ. Ả vừa khiến Trúc Chi mất đi cơ hội được nghe câu trả lời từ thiên đế. Xem ra trước khi biết được câu trả lời, cô và ả người rắn này phải đánh nhau một trận mới được. Trúc Chi vẫn muốn xin phép thiên tử trước, dù sao ông cũng là người đứng đầu trong cả nhóm, chắc rằng ông sẽ muốn ra tay với ả người rắn này. Cô chợt hỏi ông, ngài không thể một chiêu đánh bại ả hay sao? Thiên tử nhún vai trả lời, không, ta phải nói rằng ta đã cạn thần lực trong việc cứu con, chưa kể đến chuyện thần lực đã bị con hấp thụ ít nhiều. Ta mất ít nhất 20 phút mới có thể ổn định lại, con không phiền đánh với ả giúp ta chứ? Trúc Chi gật đầu, đương nhiên rất sẵn lòng đánh một trận với ả người rắn. Cô nắm lấy dải lụa trước cổ của mình, tay còn lại dùng cây trâm cài tóc, xé toạc nó ra làm trăm mảnh. Cô đứng thẳng, ném ánh mắt tà độc vào mặt ả người rắn, tư thế như đã chuẩn bị sống chết một trận rồi. Ả người rắn không xem cô ra gì, đôi mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Ả rút một roi sắt ra ngoài, quơ quơ một cách chán ghét. Ả vung mạnh roi sắt trên tay vào giữa ngực Trúc Chi, và cô dùng cây trầm gạt mạnh đi. Ngay cả thiên tử cũng hết hồn hết vía, chứ đừng nói đến ả người rắn. Cây trầm đó lợi hại đến mức cản phá được một đòn mạnh bạo đến mức còn suýt khiến roi sắt trên tay ả rơi xuống đất. Ả người rắn không dám xem thường Trúc Chi nữa, ả lại tiếp tục lao tới quất túi bụi cây roi sắt trên tay. Vậy mà Trúc Chi cản được hết. Không những vậy, cô còn phi người lên cao, túm lấy đầu của ả, đâm mạnh cây trâm xuống vai ả. Ả người rắn rú lên đau đớn, ả khuỵu gối xuống đất, lách người né tránh va chạm của Trúc Chi. Cơ thể của ả không thể bị vũ khí tầm thường làm bị thương, càng huống hồ đó chỉ là một cây trâm bình thường. Trúc Chi này quả nhiên không tầm thường. Ngay từ lúc chạm mặt cô, ả đã biết cô có gì đó rất đặc biệt. Chính mùi trên người cô đã dụ hoặc ả đến nơi này thay vì đến chỗ Quý Nhậm. Nhưng tại sao chứ? Tại sao ả lại bị mùi trên người cô thu hút? Ả người sắc phun một thứ bột màu đen vào mặt Trúc Chi, khiến cô sặc sụa ho liên tục. Ả người rắn đứng đó như đang đợi phản ứng của Trúc Chi. Ả chắc mẻm, nếu suy nghĩ của ả chính xác, cô sẽ lộ bản chất của mình thôi. Thứ bột mà ả ném vào người cô có khả năng biến bản chất độc ác bên trong con người ta bộc phát, cũng sẽ khiến đối phương bị bại lộ thân phận, nhất là người liên quan đến quỷ vương. Mùi sát khí
mùi độc dược, lại có cả mùi của quỷ vương, càng lúc càng tỏa ra nồng nặc từ người của Trúc Chi, khiến ả choáng váng. Ả trông thấy cô đang vùng vẫy như cố thoát khỏi cái gì đó, đôi mắt đỏ rực, đầu óc ả mê muội như đang chìm đắm vào vài ký ức vụn vặt. Bởi vì ả đã có lần trông thấy cảnh tượng này khi quỷ vương vô tình dính bụi phấn của ả. Trúc Chi hét toáng lên, hình như đang cố nói cho thiên tử nghe được. Bịt tai ngài lại, con không khống chế được nó, mau bịt tai ngài và bạn bè của con lại. Thiên tử kinh ngạc nhìn thấy đôi mắt đỏ rực đầy độc ác của Trúc Chi, nhưng lời nói lại hoàn toàn đang lo lắng cho ông và ba người bạn đang ngất xỉu ở phía kia. Ông nhanh chóng tạo ra một làn chắn bảo vệ ông và họ, dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Và chuyện đã xảy ra sau đó chỉ vài giây. Trúc Chi hét thất thanh một lần nữa, lần này võng âm của cô bộc phát vì bụi độc mà ả người rắn ném vào người mình. Võng âm phát ra xé nát luôn làn chắn mà thiên tử đã cố gắng tạo ra. Võng âm khiến ông bị thương vì thần lực của ông vẫn chưa khôi phục. Làn chắn lại không đủ mạnh che chắn trước võng âm của cô. Ả người rắn may mắn bịt lấy đôi tai mình kịp lúc, nếu không ả cũng sẽ bị dúng thiên tử. Ả kinh hoàng nhìn cô. Thứ võng âm này ả biết là gì? Ả biết chỉ có người nào mới sở hữu được nó. Ả tự kết hợp những gì ả có được. Mùi cơ thể của Trúc Chi rất giống quỷ vương, lại có cả võng âm. Điều này cho thấy cô là người có liên quan mật thiết đến quỷ vương. Ả bay đến túm lấy cổ áo của cô, hút lấy mùi trên cơ thể cô một lần nữa cho chắc chắn. Ả hỏi, ngươi làm sao lại có mùi của Yên Nguyên? Ngươi có mối quan hệ gì với chàng ấy? Trúc Chi không trả lời, chỉ gạt tay ả ra khỏi người mình. Cây trâm cài tóc biến thành một thanh kiếm dài quét đất, thân kiếm xoắn lại như đuôi rồng. Trên tay cầm có một viên ngọc đen phát sáng. Đôi mắt của Trúc Chi hơi đỏ và đôi môi bắt đầu cười một cách quái dị. Cô nói nhỏ vào tai ả người rắn, khi nào ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ả người rắn trố mắt nhìn thanh kiếm, trái tim đập điên cuồng. Ả thu lại sợi roi sắt, nhìn Trúc Chi rồi hoảng hốt nói, thanh kiếm của quỷ, ngươi là... ngươi là Tiểu Ma Vương. Chương 315 Bột quỷ. Ả người rắn không còn dám tin vào những gì mình vừa nói. Đứa con gái trước mặt lại là Tiểu Ma Vương. Không thể nào ả nhầm lẫn được. Ngay cả võng âm, ngay cả thanh kiếm kia không thể nào làm giả được. Ả vốn biết Y Nguyên đã cưỡng đoạt Thủy Hà, chính ả là người đã chứng kiến tất cả. Nếu không phải ả đã chuốc thuốc tình ngốc Y Nguyên đó, Thủy Hà cũng sẽ không bị hại. Ả người rắn chưa bao giờ quên được ngày hôm ấy. Ả biết Y Nguyên luôn si tình Thủy Hà, nhưng vướng cái tình hữu lực đáng ghét, lúc nào cũng bảo vệ công chúa, khư khư bên cạnh công chúa, khiến gã không tài nào gặp gỡ công chúa. Ả là một người hầu thân cận, được chọn đàng hoàng vì mục đích ở bên cạnh Y Nguyên, là người sẽ sinh con cho Y Nguyên. Đến Hoàng Anh còn nhiều lần đố kỵ với ả, huống hồ những kẻ thân cận khác. Nhưng họ không biết ả luôn bị quỷ vương kia từ chối. Chàng không bao giờ để ý đến ả dù chỉ một chút, dù ả lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc chàng. Ả biết Y Nguyên yêu thầm Thủy Hà, nhưng không dám mở lời. Vì thế tối hôm ấy, ả đã chuốc tình dược vào chén rượu của Y Nguyên, bắt cóc Thủy Hà công chúa đến bên cạnh ngài ấy. Ả tận mắt chứng kiến tất cả những gì xảy ra sau đó. Thủy Hà bị làm nhục, không cách nào thoát thân trước sức mạnh của quỷ vương Y Nguyên.
ả đã thấy nàng khóc lóc van xin chàng tha cho nàng ấy. Van xin vì tình yêu của nàng và Hữu Lực vẫn chưa có kết quả tốt đẹp. Ả đã nghe nàng kêu gào tên Hữu Lực cứu mạng, nhưng vô ích. Không ai giúp đỡ nàng được cả. Quỷ vương lúc này mất đi ý thức, gã hành động trong vô thức. Đến khi mọi chuyện xong xuôi, gã mới biết mình đã làm ra loại chuyện không thể cứu vãn. Chỉ có ả mới thấy bộ mặt sầu thảm của gã khi ấy. Bộ mặt không vui vẻ, có chút tủi hổ, lại có chút áy náy. Gã thừ người ra, rồi vội vàng đưa quần áo cho Thủy Hà. Dĩ nhiên, nàng ấy cảm thấy ghê tởm với sự động chạm của gã. Quỷ vương lắp bắp, kinh hãi. Ta không biết vì sao mình làm vậy. Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Thủy Hà tát quỷ vương một bạt tai. À, chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được nó rất đau. Trên miệng y nguyên còn dính một chút máu tươi. Nàng nhìn y với vẻ khinh bỉ rành rành. Nàng mím chặt môi, cứ như việc nói với gã thêm bất cứ câu nào sẽ khiến nàng chết ngay lập tức. Thủy Hà bất lực gom lấy bộ quần áo, mặc vào một cách loạn xạ, rời đi cũng chớp nhoáng. Quỷ vương vẫn thẫn thờ ngồi đó, nhìn bóng lưng của người con gái mà mình yêu rời đi, với tâm trạng bức bối, rối bời. Bởi vì gã biết bản thân đã làm ra điều tệ hại ghê lắm. Đến khi tỉnh táo, quỷ vương mới bắt đầu tra khảo mọi chuyện. Gã biết gã chẳng bao giờ làm ra loại chuyện đó đối với Thủy Hà. Nhất định có người đã hãm hại Thủy Hà, hãm hại gã. Ả người rắn đành thú nhận mọi tội lỗi. Ngài đừng trách hờ cố nhi. Ta làm tất cả đều vì ngài, vì muốn ngài có được nàng ấy. Quỷ vương dùng vọng âm hét vào mặt ả. Người câm miệng. Y nguyên dùng vọng âm vào giọng nói khiến ả bị thương. Hai tay ả chảy máu, ngay cả cơ thể cũng lãnh trọn vọng âm đến mức văng ra xa. Ả nằm thoi thóp, gần như suýt chết một chỗ. Đôi mắt vẫn hướng về phía gã với vẻ ả không có lỗi, tất cả đều vì quỷ vương mà thôi. Quỷ vương lạnh lùng nói: Ta có xấu xa như thế nào cũng sẽ không làm loại chuyện vô lương tâm như vậy với nàng. Người cút ra xa khỏi mắt ta. Đó là lần cuối cố nhi gặp Y Nguyên. Ả không biết đi đâu về đâu. Tất cả cuộc đời của ả đều xoay quanh quỷ vương. Nhưng gã đã đuổi ả đi chỉ vì một người đàn bà, chỉ vì những gì ả giúp đỡ gã có được nàng ấy. Ả hận Y Nguyên, hận dáng vẻ khi gã đuổi ả đi tuyệt tình thế nào. Vì vậy, ả đầu quân cho Quý Nhậm. Bây giờ, ả đang đối diện với Trúc Chi, một người vừa mới sử dụng vọng âm, sở hữu thanh kiếm của quỷ, lại còn bị ảnh hưởng bởi thứ bộ mà ả tung ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trúc Chi này chính là Tiểu Ma Vương. Chắc chắn là đứa con của quỷ vương với Thủy Hạ công chúa. Trúc Chi chỉ cười quỷ dị mà không hề trả lời cố nhi. Đầu óc cô đang bận quay cuồng với vài sát ý. Có thứ gì đó đang chiếm trọn trí óc của cô. Có thứ gì đó muốn đôi tay của cô nhuốm máu. Từ lúc hít phải loại bột kỳ lạ kia, cô như biến đổi thành người khác, hơi tà ác một chút. Hạt mà cũng ngửi được mùi máu, vì thế nó mới hiện nguyên hình là một thanh kiếm, trong khi Trúc Chi còn chưa yêu cầu. Hiển nhiên, nó cũng phát hiện đối phương là một kẻ quen mặt. Có thể thấy, nó cũng khao khát được uống máu của ả, giống như Trúc Chi đang khao khát. Đột nhiên, Trúc Chi tung người lên cao, vung một đường kiếm thật dài, chém dọc trước mặt ả người rắn. Nếu cố nhi không né kịp lúc, ả đã bị cắt đứt ra làm hai mảnh. Ả hú vía nhìn thanh kiếm của quỷ, cũng nhìn Trúc Chi một cách đề phòng.
A không hy vọng sẽ chạm mặt một tiểu ma vương nhanh như vậy. Cũng không hy vọng bản thân sẽ thắng được một thanh kiếm đầy quyền năng như thanh kiếm của quỷ. A phải làm gì đó. A cần phải bảo toàn mạng sống của mình trước. A quyết định chạy trốn. Trúc Chi làm sao bỏ qua được một con mồi béo bở như vậy? Cô không ngó ngàn thiên tử và bạn bè của mình lần nữa mà rượt đuổi ả người rắn bén gót. Trong tâm trí chỉ xuất hiện một chữ giết mà thôi. Ả người rắn biến thành một con rắn và thoát thân. Rất nhanh, ả đã thoát khỏi tẩm cung của thiên tử. Ả bây giờ đang đứng trước mặt hai kẻ khác, Huyết Yêu và Quý Nhậm. Hai kẻ này vẫn chưa đả động đến đối phương, mà chỉ đang ngồi như những người bạn đang hàn huyên tâm sự. Ả người rắn vừa thấy Quý Nhậm đã trở lại nguyên hình của mình. Ả không quan tâm Huyết Yêu đang đứng đó mà lên tiếng thông báo tin tức. Tiểu Ma Vương đang ở đây, đứa con của Thủy Hà và Quỷ Vương đang ở đây. Cô ta sở hữu thanh kiếm của quỷ. Huyết Yêu suýt nữa đã nhảy dựng lên, suýt nữa bay đến bịt miệng ả người rắn lại. Nhưng hắn vẫn vờ bình tĩnh, vờ như chưa nghe những gì ả người rắn nói. Hắn căng thẳng tột độ, thầm mong Quý Nhậm không tin những gì ả người rắn đang nói. Quý Nhậm dĩ nhiên hơi ngờ vực. Gã chưa từng biết đến chuyện Thủy Hà và Quỷ Vương có tư tình riêng. Chuyện tình khiến tam giới điên đảo một thời chỉ có Hữu Lực và Thủy Hà, chưa từng nghe có kẻ thứ ba xen vào. Gã lập tức hỏi: "Chuyện ngươi vừa nói là sao hả?" Ả người rắn nói: "Tất cả ta đều tận mắt chứng kiến. Cô ta sở hữu vọng âm, ngay cả thanh kiếm của quỷ cũng nằm trong tay cô ta. Cô bé Trúc Chi mà chúng ta đã xem thường đó là con gái của Quỷ Vương." Cổ Nhi bắt đầu nói như một kẻ tâm thần: "Chính ta đã chuốc tình được Quỷ Vương, khiến ngài ấy làm nhục Thủy Hà. Chính tay ta, ta biết rất rõ, ta biết rất rõ đứa con gái đó rất có khả năng là con của họ." Trúc Chi vừa hay rượt đến nơi này, ánh mắt cô chạm ánh mắt rực lửa của Huyết Yêu. Ánh mắt của hắn đầy khiển trách. Rõ ràng hắn đang thắc mắc cô làm sao lại để lộ thân phận của mình cho người ngoài biết, lại còn cầm thanh hắc ma chạy loạng khắp nơi. Trúc Chi chỉ nhún vai mà không trả lời gì. Cô hướng mũi kiếm vào trái tim của ả người rắn và bắt đầu điên cuồng chém loạn. Ngay cả Quý Nhậm cũng phải e dè né tránh khắp nơi. Hành động rất nhanh và dứt khoát, cái đầu còn lắc lư đầy kỳ cục. Mỗi lần vung kiếm, cô cứ như bị ai đó điều khiển vậy. Cơ thể cũng chuyển động một cách loạng choạng không vững. Biểu hiện kỳ lạ của Trúc Chi khiến Huyết Yêu lo lắng. Hắn phi người đến, chụp lấy cánh tay của cô, ngăn cô không bộc phát quỷ tính một cách bừa bãi. Bởi vì lúc này, quỷ khí đang chiếm lấy tâm trí của cô. Nhất định cô đã trúng phải loại độc kỳ lạ nào đó. Huyết Yêu ép cô nhìn vào đôi mắt của mình, buộc cô đứng im. Hai ánh mắt chạm nhau, hắn liền áp bờ môi nóng ấm lên môi cô. Ngay lập tức, ánh mắt Trúc Chi trở nên dịu dàng, cả người mềm nhũn. Cô buông thanh kiếm của quỷ xuống đất, ngã khuỵu vào lòng Huyết Yêu. Quý Nhậm cũng ngạc nhiên không kém. Gã cũng muốn biết thái độ kỳ lạ của Trúc Chi là vì đâu mà có. Gã quay sang nhìn ả người rắn với ánh mắt đe dọa rõ ràng. Gã muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy gã đã bỏ lỡ nụ hôn giữa Huyết Yêu và Trúc Chi. Lúc này ả người rắn mới thú nhận: "Nó trúng bột trừ quỷ của ta. Ngày trước y nguyên đã trúng loại bột đó mà nổi lên thú tính. Ta chỉ muốn xem con bé đó có liên quan đến y nguyên hay không nên mới dùng thử. Ai biết được nó lại chính là tiểu ma phương đâu." Bột quỷ. Huyết Yêu biết thứ bột này. Thứ bột này khiến quỷ khí bên trong Quỷ Vương bộc phát mạnh nhất.
điều khiển tâm trí của gã và khiến gã phát điên nếu không đâm chém giết loạn ai đó. Quý Nhậm thừa cơ, huyết yêu đang hướng mọi chú ý vào Trúc Chi. Gã âm thầm tóm lấy thanh kiếm của quỷ bằng thân lực. Thanh kiếm rơi vào tay gã. Gã mỉm cười đầy đắc ý. Nhưng gã chưa vui vẻ được bao lâu, thanh kiếm tự dưng biến mất trong tầm tay của mình. Trúc Chi phải mất đến vài phút mới khôi phục bộ dạng bình thường của mình. Cô đứng dậy, đứng sánh vai bên cạnh huyết yêu. Phía bên kia, ả người rắn và Quý Nhậm đang đợi cô tỉnh lại từ nãy giờ. Gã muốn chứng thực điều mà ả người rắn đã nói, rằng Trúc Chi là tiểu ma vương. Nếu đúng như vậy, gã chỉ cần hạ huyết yêu, sau đó giết chết tiểu ma vương là xong. Quý Nhậm nhanh như chớp bay đến bên cạnh cô. Gã đâm thanh kiếm xuyên trái tim của cô mà không chần chừ phút nào cả. May mắn, huyết yêu đã nhanh hơn gã. Hắn vừa phát hiện hành động của gã đã nhanh chóng gạt nó đi bằng cánh quạt của mình. Quý Nhậm biết rằng mình không có khả năng đụng vào một sợi tóc của Trúc Chi nếu huyết yêu còn đứng sờ sờ ra đó. Gã biết mình và huyết yêu phải đánh với nhau một trận mà không cần phải kéo dài thời gian làm gì. Quý Nhậm hằng học: "Người kể từ khi nào lại ra sức bảo vệ một tiểu ma vương hả? Ngươi còn không hiểu, nếu thân phận của nó bị bại lộ, bao nhiêu người sẽ tìm nó ám sát?" Huyết yêu lạnh lùng đáp: "Sẽ không có chuyện đó xảy ra nếu tin tức không lọt ra ngoài." Ý của huyết yêu quá rõ ràng. Hắn sẽ không cho Quý Nhậm hay ả người rắn này sống sót rời khỏi đây, không cho họ có cơ hội nói ra bí mật này cho những kẻ khác, đặc biệt là Nguyên Sâm. "Nằm mơ!" Quý Nhậm phun một ngụm nước miếng xuống đất, tỏ ý khinh thường huyết yêu. Nói xong, Quý Nhậm và huyết yêu cùng một lúc tấn công nhau. Ả người rắn không thấy thanh kiếm của quỷ đâu cả. Ả vui mừng, không có thanh kiếm bên cạnh, Trúc Chi chỉ như một đứa nhóc bình thường mà thôi. Ả biết sức mạnh của tiểu ma vương phụ thuộc vào quỷ khí của thanh kiếm nhiều lắm. Chưa kể lúc này thần trí của Trúc Chi vẫn chưa tỉnh táo. Ả chỉ cần khiến cô ngất xỉu, sau đó chính tay Quý Nhậm sẽ giết chết cô là được. Ả người rắn không nghĩ ngợi gì thêm mà lao vào tấn công Trúc Chi bằng giải lụa có sinh khí. Nó như một con rắn quấn lấy cổ của Trúc Chi và nâng cô lên cao. Chương 316: Phượng Hoàng Lửa. Trúc Chi bị giải lụa quấn chặt đến nỗi khuôn mặt trở nên tím tái. Cô dùng tay gỡ giải lụa ra khỏi cổ mình, nhưng vô ích. Càng cố gắng thoát khỏi nó, cô càng bị quấn chặt hơn. Cô nhắm mắt lại tĩnh tâm, cố gắng chịu đựng cơn đau đang đến với mình. Cô bắt lấy thượng nguyệt trong không khí. Cô không kéo giải lụa ra khỏi cổ mình, nhưng vẫn có thể kéo được thượng nguyệt một chút, dù sức lực không thể sánh bằng với khi cô bình thường. Thượng nguyệt dường như cũng hiểu nỗi lòng chủ nhân của nó. Nó phóng mũi tên vào cánh tay đang kéo căng giải lụa của ả người rắn, khiến ả hốt hoảng mà thả ra. May mà ả nhanh chóng buông tay, nếu không mũi tên hắn đã ghim thẳng vào cánh tay của ả. Trúc Chi rơi xuống đất, tạo một âm thanh chói tai khiến huyết yêu ở bên kia cũng bất giác nhìn qua. Sau khi hắn thấy cô vẫn còn ngồi dậy được, hắn mới yên tâm tiếp tục chiến đấu với Quý Nhậm. Trúc Chi đứng thẳng lưng, nhìn vào vẻ mặt đang sợ hãi của ả người rắn mà cười nói: "Ngươi tưởng tiểu ma vương như ta chỉ có thể phụ thuộc vào thanh kiếm của quỷ hay sao? Ngươi chẳng phải là người biết rất rõ ta là đứa con lai của ai sao? Dĩ nhiên ngươi cũng nhìn ra được thượng nguyệt trong tay của ta rồi nhỉ?" Ả người rắn làm sao không biết đến thượng nguyệt? Ả còn biết rất rõ về nó là đằng khác. Nhưng thượng nguyệt nằm trong tay Thủy Hà như một vật trang trí thôi, đâu đến mức gây sát thương cao như vừa rồi.
Trái tim của ả vẫn còn đập loạn khi nghĩ về mũi tên ban nãy. Trong lúc này, bên ngoài thiên cung, ngay trước cổng thiên giới cũng xảy ra những trận đấu nảy lửa. Nhất Uy và Tịnh Tân, Vô Ảnh và Tịnh Uyển, Tiểu Bạch và Tịnh Ngôn, Linh Đàm và Tịnh Mẫn. Đầu đó phía xa xa Thanh Trì Minh Nghĩa đang đứng đầu thiên binh thiên tướng, đánh nhau với đám quái nhân của Quý Nhậm. Nhất Uy vừa chém đứt tia lửa mà Tịnh Tân đã ném về phía mình, trước sự kinh ngạc đến bàng hoàng của gã. Cậu đã đưa gã từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Mới trước đó, cậu đã gọi thẳng tên gã khiến gã sửng sốt. Này lại chém đứt tia lửa nhỏ tí ti của gã mà không hề bị thương gì cả. Sức mạnh này đúng là không tầm thường. Tịnh Tân tấn công trực diện Nhất Uy một lần nữa. Cây phất trần sượt ngang bờ vai của cậu và để lại một vết thương hơi sâu. Nhất Uy cũng vừa vặn đâm một nhát trúng eo của gã. Cả hai nhìn nhau thở dốc. Ai cũng đã bị đối phương đả thương. Nhất Uy cảm thấy bả vai của mình rát bỏng, một phần thịt cháy xém, có cả mùi khét lẹt phả vào mũi của cậu. Ấy là cậu còn chưa thấy vết thương sâu vào tận xương vai của mình, chảy máu đầm đìa. Cây phất trận của Tịnh Tân trở nên sắc nhọn, chứa đầy lửa nóng khi quét vào vai cậu. Cậu đau đớn, nhưng chọn cách kiềm chế nó lại bằng việc cắn môi đến chảy máu. Không biết có phải vì cơn đau khác khiến cậu quên luôn cơn đau trên vai hay không. Chỉ biết cậu không còn mấy quan tâm đến vai mình nữa. Tay cầm kiếm chặt hơn, cậu đang chuẩn bị một đợt tấn công khác. Tịnh Tân không khá hơn Nhất Uy là mấy. Eo của gã cũng loang vết máu thấm cả quần áo. Ngã nghiến răng, trông rất điên cuồng, nhìn về phía Nhất Uy như đang toan tính điều tệ hại gì đó. Gã liếc nhẹ sang thanh kiếm Kim Quy, khịt mũi rõ to. Thanh kiếm đó đúng là lợi hại. Gã biết đến những thanh kiếm huyền thoại khác, mà Kim Quy kiếm là một trong những thanh kiếm thần chứa đầy quyền năng, lại còn có khả năng giết chết đối phương nếu đâm trúng tim kẻ đó. Mà gã lại có trái tim đang đập loạn đây. Hiển nhiên vừa sợ nơi mà thanh kiếm đâm trúng không phải eo mà là trái tim của mình. Tịnh Tân vuốt cái đầu trọc lóc của mình, đang nghĩ ra chiêu thức độc ác và tàn bạo một chút. Một chiêu thức có thể hạ Nhất Uy trong một lần duy nhất. Gã mỉm cười nhẹ nhàng. Gã cuộn cây phất trần lại thành một đường dài gần giống như một thanh kiếm, mỏng và sắc bén. Gã chỉ đầu cây phất trần lên trời. Bầu trời lập tức xuất hiện một cơn mưa đầy dung nham. Những giọt dung nham rơi từ trên trời xuống, thiêu đốt mọi thứ mà nó chạm phải. Những thiên binh thiên tướng không biết thuộc phe phái nào đều bị dung nham thiêu rụi thành tro tàn, trông hết sức thương tâm. Vậy mà gã chỉ đứng đó mà cười cợt, đang mong chờ Nhất Uy bị dính phải bụi dung nham của mình. Nhất Uy tức giận khi Tịnh Tân đột nhiên trút mọi sự bực tức của gã vào những người không liên quan đến trận đấu giữa hai người. Nhưng cậu đâu biết gã đang cố tình nhấn chìm luôn cả cậu vào cơn mưa dung nham kia. Cậu làm sao có thể cứu được tất cả mọi người khi đến cậu còn không biết cách né tránh chúng cơ chứ? Tịnh Tân dùng cây phất trần chia nhỏ dung nham thành nhiều mảnh nhỏ, tạo thành mũi tên bắn vào Nhất Uy. Cậu nhanh chóng dùng thanh kim quy gạt được một vài mũi tên lửa đâm trúng cơ thể khiến cậu văng ra xa. Nhất Uy có thể cảm nhận rõ ràng thứ nóng hơn lửa đang xâm nhập lục phủ ngũ tạng của cậu. Nó như đang đốt cháy tất cả cơ quan trong cơ thể của cậu. Cậu khó chịu cựa quậy thân mình một chút, muốn thoát khỏi sự thống khổ trong lòng. Đôi mắt cậu vẫn cảnh giác nhìn về phía Tịnh Tân, như sợ gã thừa cơ cậu đang đầu đớn mà ra tay một lần nữa. Nhất Uy thở dốc, hơi thở giống như đang bắt đầu cạn dần, giống như cái chết đang sắp đến rất gần. Cậu nuốt nước miếng, trông đợi cơ thể tự hồi phục.
cậu không thể cứ thế mà chết tại đây. Như vậy quá hời cho Tịnh Tần, cũng quá mất mát đối với cậu, cũng như những người mà cậu yêu thương. Nhất Uy nhìn thấy Tịnh Tần đang tiến càng lúc càng gần về phía mình. Vẻ mặt của gã như đang trêu đùa cậu. Tay của cậu nắm chặt thanh kiếm Kim Quy. Nếu bắt buộc phải chết tại đây, ít nhất cậu cũng nên đưa Tịnh Tần theo mình xuống âm phủ. Nhất Uy muốn kéo dài thời gian một chút, muốn phượng khí bên trong chữa lành cho cậu xong xuôi. Cậu đành tấn công gã bằng lời nói. Người vẫn không thay đổi nhiều lắm, Tịnh Tần. Quả nhiên, khi Nhất Uy gọi tên của Tịnh Tần, gã đã khựng lại, đồng thời trưng ra một bộ dạng ngạc nhiên hết sức khó coi. Gã thì thầm chỉ đủ cho một mình Nhất Uy nghe thấy. Làm sao một thằng nhóc như ngươi lại biết đến ta nhỉ? Nhất Uy bật cười đáp, giọng trở nên khàn đục, cứ như người đang nói với Tịnh Tần không phải là Nhất Uy vậy. Một thằng nhóc đương nhiên không biết về ngươi, nhưng một thần kiếm như ta thì biết rất rõ về ngươi. Ngươi chưa quên lần suýt nữa bị ta chém chết đâu hả? Cái lần ngươi chạm trán với Kim Quy ấy. Khẩu khí này khiến Tịnh Tần hơi ớn lạnh, và cái tên Kim Quy càng khiến gã bất giác nổi da gà. Có một lần gã đã chạm trán với Kim Quy và suýt nữa bị tên đó giết chết thật. Tên đó rất cừ khôi và nguy hiểm y như huyết yêu. Phải rồi, nhìn Nhất Uy rất giống Kim Quy, chỉ khác mỗi màu mắt. Tại sao gã lại không nhận ra sớm cơ chứ? Gã đã từng nghe chủ nhân nhắc đến một tên nhóc có khả năng là người mang huyết thống của Kim Quy. Thế mà khi gặp thằng nhóc này lại không kịp liên tưởng đến Kim Quy. Thằng bé này rõ ràng là đứa con của Kim Quy, không sai vào đâu được. Tịnh Tần hừ lạnh, trong đầu hiện lên vẻ mặt đắc thắng của Kim Quy trước đó, vẫn còn khiến gã bực tức. Nhiều năm qua, gã đã truy tìm Kim Quy với mục đích trả thù đời. Nhưng gã lại nghe nói tên ấy đã chết và biến thành một thần rùa. Nếu ông trời đã cho gã gặp hậu duệ của Kim Quy, cũng đã đến lúc gã đòi lại món nợ năm xưa rồi. Gã còn quan tâm đến chuyện ai sẽ trả món nợ cho gã làm gì cơ chứ? Nhất Uy vui mừng khi Tịnh Tần bắt đầu nhớ lại quá khứ chút đỉnh, bởi vì cậu vừa vặn cảm nhận được phượng khí đã chữa lành vết thương bên trong cơ thể mình. Cậu chỉ cần thêm vài phút nữa thôi, thần khí lẫn phượng khí sẽ hòa làm một. Đến lúc đó, cậu tự tin sẽ đưa gã theo xuống tận âm ti địa ngục. Cục tức trong lòng Tịnh Tần khiến sức mạnh của gã trông kinh khủng hơn cả lúc nãy. Gã thu lại tất cả đám mây đầy lửa trên cao và trong cây phất trần, rồi chĩa mũi cây phất trần vào cơ thể Nhất Uy. Ngay sau đó, một dòng dung nham như một thác nước đổ ập vào người cậu, như đang nhấn chìm cậu vào đó. Đột nhiên, Nhất Uy vút bay lên cao, thoát khỏi thác dung nham như chưa hề bị thương nặng trước đó. Đôi cánh xuất hiện đằng sau lưng cậu theo cái cách mà không ai hiểu nổi, nhất là gã đầu hói Tịnh Tần, bởi vì gã chỉ thấy một làn sáng kỳ quái hình đôi cánh đằng sau lưng cậu, mà không phải đôi cánh thật sự đã mọc ra từ sau lưng cậu. Dẫu vậy, cậu vẫn bay cao được. Càng bị dòng sông đầy lửa rượt đuổi, cậu càng bay vút lên cao. Tịnh Tần tức giận đến mức nếu có thể gã sẽ thổ huyết mà chết tại đây ngay lúc này. Thằng nhóc đó khó chạm vào nó cực kỳ. Đây là điều gã không thích và cũng không mong sẽ xuất hiện một tên như thế. Như thế cậu chính là khắc tinh của gã, khắc tinh duy nhất và đáng gờm. Hơn nữa, không phải trước đó nó đã trúng chiêu của gã rồi ư? Gã đinh ninh nó sẽ chết nữa cơ chứ? Đinh ninh nó sẽ không có cơ hội trở mình nữa cơ. Nhất Uy xoay người, hướng đầu và mũi kiếm xuống đất.
đồng thời chém nát thác nước đầy lửa ra làm hai. Thanh kiếm cứ thế đâm trúng vai của Tịnh Tân. Gã quá bất ngờ nên không kịp né tránh. Nhật Uy đâm mạnh thanh kiếm qua vai của Tịnh Tân. Ấn mạnh thanh kiếm khiến Tịnh Tân gào rú như một kẻ điên. Gã hất tung Nhất Uy văng ra xa. Gã đau đớn ôm lấy bả vai của mình, nó đang chảy máu đầm đìa. Vết thương ở eo vẫn chưa được xử lý, gã lại bị đâm thêm một nhát ở vai. Gã rên rỉ: không lẽ mình thật sự sẽ thua trong tay một tên nhóc ư? Nhất Uy từ đâu xuất hiện, đôi mắt hai màu xám và đen nhìn vào mặt Tịnh Tân cười cợt, có vẻ đang rất vui mừng khi thấy gã gặp nàng. Nhất Uy còn phun ra vài câu: ngươi không thua vào tay một tên nhóc tầm thường đâu, Tịnh Tân. Thôi nào, ta đâu phải chỉ là một tên nhóc, ta là một phượng hoàng lửa cơ mà. Một phượng hoàng nghe đã thấy sợ rồi. Đằng này Nhất Uy còn là một phượng hoàng lửa hẳn hoi, mà phượng hoàng lửa chính là nhược điểm của gã. Một phượng hoàng lửa có thể tung hoành ngang dọc trong dòng sông lửa, hút lấy nguyên khí cũng như sự tinh túy của hỏa khí. Cho dù có bị lửa thiêu đốt đến thế nào, vẫn có thể tự chữa lành trong thời gian rất ngắn. Nếu thằng nhóc ấy biết cách dùng hỏa khí của gã đối phó lại với chính gã thì quá là nguy hiểm. Tịnh Tân phải nhanh chóng kết liễu thằng nhóc Nhất Uy trước khi nó biết cách hóa giải hỏa khí của gã. Gã không có thời gian buồn bực, càng không có thời gian đau đớn. Gã phải hành động nhanh hơn. Nghĩ vậy, gã bỏ mặc cơn đau mà tạo ra một đại cuồng phong đầy dung nham tấn công Nhất Uy một lần nữa, hy vọng sẽ kết liễu được cậu. Chương 317 Huyết kiếm. Tịnh Tân tưởng rằng bản thân đã giết chết Nhất Uy khi nhấn chìm cậu bên trong dòng chảy đầy dung nham của mình. Gã tin rằng không một ai có thể chịu được sức nóng của dung nham, cho dù đó là một phượng hoàng lửa đi nữa. Nào ngờ rằng Nhất Uy đã vội tạo ra một làn chắn bằng phượng khí, đủ ngăn không cho dung nham chạm vào người mình. Cậu thoát khỏi dòng chảy một cách thần kỳ bằng cách bay xuyên thẳng qua lớp dung nham kia. Kim Quỳ kiếm phát ra thần khí màu xám trò, kết hợp với phượng khí của Nhất Uy, chém nát dòng sông dung nham kia. Thần khí chém xa đến mức khiến Tịnh Tân bị trọng thương một đường dài, thẳng đứng ngay trước ngực. Tịnh Tân biết không thể nào tiếp tục dùng dung nham đả thương Nhất Uy nữa. Chỉ tổ giúp cậu củng cố sức mạnh của phượng khí mà thôi. Gã thu hồi cây phất trần màu đỏ rực của mình, biến nó thành một cây kiếm đỏ rực. Gã vùng kiếm chém vào đỉnh đầu của Nhất Uy. Gã không cảm thấy vết thương trên ngực mình đang bắt đầu trở nên ghê rợn một cách bất thường. Nó lở loét và bắt đầu lan rộng sang hai bên, trong khi gã là một người có sức mạnh của lửa, lại như đang bị bỏng do lửa gây ra. Nhất Uy dùng kiếm đỡ lại. Khí tức của hai thanh kiếm khi chúng chạm vào nhau tạo ra một luồng sáng xám đỏ bao trùm cả một khoảng trời xung quanh đó. Ngay cả Vô Ảnh và Tịnh Uyển ở phía kia cũng bị khí tức của chúng thu hút. Cả hai nhìn về phía Nhất Uy. Vô Ảnh hơi lo sợ cho Nhất Uy, nhưng anh không thể đến giúp cậu được. Vô Ảnh biết rằng Nhất Uy đang dùng cả phượng khí lẫn thần khí bên trong. Điều đó sẽ khiến cậu ấy kiệt sức nếu không biết cách khống chế hai luồng sức mạnh ấy. Cậu sẽ trở nên giống Trúc Chi, bất tỉnh và khó có thể cứu được. Tịnh Uyển múa kiếm bên cạnh Vô Ảnh, nhìn thấy cảnh tượng đó cũng hơi rùng mình, ớn lạnh. Ả biết kiếm thuật của Tịnh Tân đến đâu, mặc dù không thể so sánh với ả, nhưng với một tên nhóc con thì không thể nào có chuyện gã sẽ thua được. Nhưng thằng nhóc ấy đã đỡ được nhát kiếm hiểm, lại còn phát ra khí tức kỳ lạ như vậy. Ả không chắc gã sẽ thắng được thằng nhóc ấy dễ. Dù vậy,
Tinh Uyển vẫn nói đầy khinh bỉ. Thằng nhóc ấy không bao giờ thắng được Tịnh Tân đâu. Cái tên đầu hói ấy vẫn chưa dùng hết sức thôi. Vô Ảnh cười cợt đáp trả. Chưa chắc, thằng bé Nhất Uy nhà ta cũng không phải dạng tép riêu, cô bé à. Thanh kim quy kiếm chỉ mạnh nhất khi ở trong tay nó thôi. Cô em có muốn cá với ta xem hai người kia ai sẽ thắng hay không? Đừng có tự tin quá như vậy. Giọng nói của Tịnh Uyển không còn chút khinh thường nào cả, thay vào đó là một chút run sợ. Kim quỳ kiếm là một thanh kiếm mạnh thế nào? Không phải ả không biết, ả chỉ sợ thân kiếm xuất kích, đến khi đó Tịnh Tâm không chỉ đánh với thằng nhóc mà còn đánh với cả một thần kiếm uyên bác nhất mà ả từng được biết. Tịnh Uyển luôn muốn sở hữu thanh kiếm kim quy hơn là hắc bạch kiếm của ả. Ả biết thanh kiếm của quỷ có quyền năng bậc nhất, kế đến là thanh đệ nhị kiếm của mạnh quân. Thanh kiếm thứ ba có sức mạnh vượt trội chính là kim quy kiếm. Ả còn biết đến một thanh kiếm đứng hàng thứ tư có tên huyết kiếm, rồi mới đến hai thanh hắc bạch kiếm trong tay của ả. Thanh kiếm được tạo ra từ cây phất trần của Tịnh Tân không thể nào so bì với kim quy kiếm được. Ả chỉ hy vọng chiêu thức lẫn kinh nghiệm giết chóc sẽ khiến Tịnh Tân ở thế thượng phong hơn so với Nhất Uy mà thôi. Tịnh Tân liên tiếp chém vào Nhất Uy nhưng đều bị thanh kim quy cản phá thành công. Việc không đụng vào được một sợi tóc của Nhất Uy cũng khiến gã bực bội, ảnh hưởng đến tâm lý ít nhiều. Gã bắt đầu trở nên hấp tấp, không suy nghĩ thấu đáo. Trong đầu chỉ xuất hiện duy nhất một ý niệm: giết được Nhất Uy càng nhanh càng tốt. Mà gã lại không biết rằng mất bình tĩnh cũng khiến đối thủ có cơ hội tìm ra sơ hở của mình. Nhất Uy là một người nhanh nhạy và quan sát tỉ mỉ vô cùng. Cậu nhận thấy người đàn ông kia đang mất bình tĩnh, vùng kiếm trở nên loãng xạ mà không hề chứa một chút sát thương nào. Số trận tử chiến của cậu có thể không bằng gã, nhưng cậu biết rằng tâm lý phải vững thì mới có khả năng đọc được hành động của đối phương. Mà chuyện đọc ra chiêu thức cũng như tâm trạng của đối thủ quan trọng ra sao. Nhất Uy thấy chuyện mà Tịnh Tân không thấy. Vết thương trên ngực ảnh hưởng rất nhiều đến gã, mà hầu như gã vẫn chưa nhận ra điều đó. Cậu quyết định tấn công vào chỗ hiểm. Khi gã lao mũi kiếm đến gần mi tâm của cậu, cậu giả vờ chới với không tránh được đòn hiểm, chờ cho đến khi Tịnh Tân lao đến thật gần mới cúi người chém ngang giữa ngực của gã. Tịnh Tân gào rú như điên. Dĩ nhiên lúc này gã đã nhận ra cơn đau truyền tới giữa ngực, không chỉ bởi việc nhát chém ban nãy. Gã sờ vào ngực mình, gã chân hững hơi hoang mang. Vết bỏng càng lúc càng lan rộng như đang trúng độc, kết hợp với nhát kiếm ban nãy khiến gã trùng be bét máu. Gã phải dùng cây phất trần bám vào nền đất mới đứng vững được. Tịnh Tân còn chưa kịp hết bàng hoàng, Nhất Uy đã lao thẳng về phía gã với tốc độ như tên bắn khác, khiến gã còn chưa kịp nhận biết chuyện kế tiếp sẽ xảy ra là gì, đã thấy cậu đứng ngay trước mặt của mình. Gã chỉ kịp cảm nhận thứ gì đó sắc bén đâm vào trái tim của mình. Gã mở to mắt, há hốc mồm nhìn khuôn mặt đang cười của Nhất Uy, rồi khuỵu chân xuống đất chết tươi. Nhất Uy vừa kết liễu được Tịnh Tân cũng cạn kiệt sức lực mà ngã xuống đất. Thần khí lẫn phượng khí xung đột kịch liệt bên trong cơ thể cậu, như hai con quái vật đang đánh nhau bên trong cơ thể cậu. Nhất Uy đau đớn buông kim quy kiếm xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, coi bộ như sắp chết đến nơi. Nhất Uy cảm thấy may mắn khi hạ được Tịnh Tân trước khi hai luồng khí bên trong cơ thể bắt đầu đánh nhau. Tịnh Tân thua Nhất Uy không phải do gã yếu hơn cậu, mà do gã mất bình tĩnh trước cậu. Gã có rất nhiều cơ hội áp chế cậu, nhưng gã quá vội vàng, quá ham thắng thua mà suy nghĩ không thấu đáo.
cậu ngất liệm đi sau khi đã phun một ngụm máu khác. Tịnh Tân nằm đó, mắt vẫn không thể nhắm lại, khuôn mặt vẫn còn vương chút hoang mang tột độ. Không, Tịnh Tân, không! Tiếng hét kinh hoàng kia là giọng của Tịnh Uyển. Á không tin nổi, á không tin Tịnh Tân lại nằm gục dưới chân một thằng nhóc. Mới trước đó gã còn hung hăng, suýt nữa đã giết chết Nhất Uy cơ mà. Ả mặc kệ Vô Ảnh, người đang chiến đấu một trận sống chết với ả. Ả xuống dưới muốn kết liễu Nhất Uy thay Tịnh Tân. Ta sẽ giết ngươi! Tịnh Uyển hành động nhanh đến mức Vô Ảnh chỉ thấy một vệt sáng nhỏ vụt xuống ngay chỗ Nhất Uy. Đến khi anh phát hiện ra vệt sáng đó chính là ả, mới tá hỏa bay xuống chặn đứng mũi kiếm của ả. Muốn giết thằng bé cũng phải bước qua xác của ta đã. Vô Ảnh gạt thanh kiếm của Tịnh Uyển sang một bên, ánh mắt đã khác hơn lúc nãy, sắc lạnh và không hề có chút đùa cợt nào. Anh đời nào cho ả có cơ hội làm hại Nhất Uy. Thằng bé đã kiệt sức trong trận chiến của chính mình, có khi thằng bé đang chịu cơn đau hành xác từ cơ thể. Vừa hay Vô Ảnh có thêm động lực chiến thắng ả đàn bà này. Tịnh Uyển ném ánh mắt tàn độc vào Vô Ảnh, như thể chính anh mới là người giết chết Tịnh Tân chứ không phải Nhất Uy. Ả mặc kệ, ả muốn ai đó phải trả giá cho cái chết của gã. Vô Ảnh chết cũng khiến đám người kia đau khổ giống như ả bây giờ. Được lắm, vậy thì ả phải khiến Vô Ảnh đau đớn hoặc chết như Tịnh Tân. Thú thật, ả và Tịnh Tân không mấy hòa thuận. Giữa ả và Tịnh Mẫn mới có thứ gì đó với nhau. Nhưng không phải vì vậy mà ả không coi trọng, không xem gã là bạn. Tịnh Tân vẫn là chiến hữu của ả. Và khi chiến hữu của mình chết ngay trước mặt mình, nỗi khát khao trả thù bùng dậy. Ả tung người lên cao, múa kiếm về phía Vô Ảnh. Cả hai thanh kiếm va chạm nhau rất nhanh và dứt khoát. Tịnh Uyển chém liên tục vào người Vô Ảnh và anh cản phá rất khó khăn. Tuy vậy, anh vẫn cản được hết tất cả đòn của ả. Tịnh Uyển biết rằng cho dù cả hai đánh nhau đến cạn kiệt sức lực cũng không giết được Vô Ảnh ngay được. Người đàn ông trước mặt có thần khí, thanh kiếm lưỡi hái của anh còn phát ra kiếm khí kỳ lạ. Càng va chạm với thanh kiếm của ả, thanh lưỡi hái càng như có thêm nguồn sức mạnh. Tịnh Uyển bắt đầu tách một thanh kiếm thành hai thanh kiếm trắng và đen, như khi bắt đầu chiến đấu với Vô Ảnh. Ả tạo ra một cơn lốc đầy dao lao vào Vô Ảnh. Chúng cắt đứt da thịt của anh, tạo thành những vết rạn chằng chịt trên khắp người anh, khiến máu của anh nhuốm đầy thanh kiếm lưỡi hái. Thanh lưỡi hái vừa như được uống máu của Vô Ảnh thì trở nên khác biệt hẳn. Nó tạo một luồng sáng màu đỏ bao quanh Vô Ảnh và nâng anh lên cao. Tịnh Uyển kinh ngạc, nhìn một hồi lâu vẫn không chớp mắt. Ả vừa nhận ra điều gì đó mà khuôn mặt trở nên cứng đờ như vừa bị ai đó đấm vào mũi. Vô Ảnh dùng thanh kiếm rạch một đường dài trên tay của mình. Anh trở nên hung hăng và lao xuống chỗ Tịnh Uyển đang đứng, dùng một đòn vô hình đánh ả ngã ra phía sau. Ả rên rỉ. Huyết kiếm! Tịnh Uyển đoán không sai, thanh lưỡi hái nằm trong tay Vô Ảnh chính là thanh huyết kiếm mà ả vẫn luôn khao khát có được sau khi không có cơ hội chạm đến Kim Quy kiếm. Sở dĩ người ta gọi đó là huyết kiếm bởi vì chỉ khi thanh kiếm uống máu của chủ nhân nó mới trở nên bất bại, mới phát huy thần kiếm. Thanh lưỡi hái vừa uống máu Vô Ảnh liền trở nên kỳ quái. Ả liền nhận ra nó chính là thanh kiếm huyền thoại. Ả vừa có chút căm tức Vô Ảnh, vừa có chút vui mừng. Bởi vì chỉ cần giết được Vô Ảnh, ả sẽ trở thành chủ nhân của huyết kiếm. Ả phải làm gì đó. Ả biết mình phải khiến tên này phân tâm mới có thể hạ được.
Tịnh Uyển ném một loạt phi tiêu về phía Nhất Uy, và ả đã thành công khiến Vô Ảnh phân tâm. Anh đã bay đến cản tất cả phi tiêu, để rồi trúng một nhát kiếm vô hình của ả. Nhát kiếm xuyên qua bụng của Vô Ảnh, khiến anh ngã nằm lên người Nhất Uy. Vô Ảnh phun ra một ngụm máu tươi, máu văng lên ướt hết khuôn mặt đẹp đẽ của Nhất Uy. Anh đã sợ hãi như thế nào khi tưởng tượng mình sẽ bay đến muộn một chút. Anh làm sao ăn nói với mọi người nếu Nhất Uy bị giết ngay trước mũi của mình? À, đàn bà Tình Uyển kia quá hèn hạ. À, đã lôi một người không có khả năng chiến đấu như Nhất Uy vào trận chiến của cả hai. Như vậy công bằng ư? Và anh chợt nhận ra, làm sao anh có thể buộc đối thủ của anh trở nên công tâm trong trận chiến giữa hai phe được? Vô Ảnh chỉ còn biết hét vào mặt Tình Uyển: người quá hèn hạ! Tình Uyển vừa hướng mũi kiếm vào giữa ngực Vô Ảnh, vừa nói: ngươi không thể vừa đánh thắng ta, vừa bảo vệ thằng bé đó đâu. Chương 318: Lật ngược. Tình Uyển làm như không nghe thấy Vô Ảnh đang ám chỉ mình. Á bay xuống một lần nữa, muốn tấn công Vô Ảnh bằng một đòn sau cùng. Á dự định dùng một chiêu giết luôn cả hai người, Nhất Uy và Vô Ảnh cùng một lúc. Trong lòng Á đang hân hoan vui mừng đến mức hiện rõ mồn một trên khuôn mặt, được trang điểm loè loẹt. Khó ai mà nhận ra Á đang gấp gáp đến thế nào. Vô Ảnh nhanh chóng thoát khỏi xác khiếu mình, khiến Tịnh Uyển ngỡ ngàng suýt bật ngửa, té nhào xuống đất. May mà ả vững tâm mà đứng im, trên tay vẫn giơ cao thanh kiếm mà chưa kịp đâm xuống người Vô Ảnh. Đôi mắt ả vẫn nhìn Vô Ảnh trần trần. Ả không thể tin được có một loại pháp thuật khiến linh hồn tách khỏi thể xác mà vẫn giữ nguyên sức mạnh bậc này, trừ phi cơ thể dính đầy máu đang nằm bên dưới, vốn dĩ không phải của linh hồn vừa thoát ra đây. Vậy thì giết chết cái xác đó trở thành vô ích rồi. Vô Ảnh dùng huyết kiếm chém ngang một đường, khiến ả phải tung mình hai vòng trên không né tránh. Anh nhanh chóng đáp xuống gần Nhất Uy một lần nữa, muốn bảo vệ cậu không bị ả Tịnh Uyển ra tay ám sát. Nói thật, anh không thể tập trung giải quyết ả nếu cứ khư khư đứng tại đây vừa chiến đấu vừa bảo vệ Nhất Uy. Phải chỉ có ai đó đến hỗ trợ anh lúc này. Vô Ảnh đã nghĩ đến việc tạo ra một làn chắn thật mạnh, mong sao bảo vệ Nhất Uy. Nhưng chính anh cũng biết sự lợi hại của thanh kiếm trong tay Tịnh Uyển. Việc ả có khả năng phá nát làn chắn mà anh tạo ra luôn nằm trong dự tính của anh. Vì thế, anh không thể mạo hiểm đánh đổi sự an toàn của Nhất Uy mà không tự mình canh chừng cậu. Đúng lúc này, một người đáp xuống bên cạnh Vô Ảnh, và anh biết người này chính là người sẽ giúp mình ít nhiều. Người đến giúp Vô Ảnh trên miệng tươi cười với anh là Thanh Trì Minh Nghĩa, chứ không phải ai khác. Vừa rồi gã đang điều binh phía bên kia thì chứng kiến cảnh tượng huy hoàng của Nhất Uy khi hạ được một tên thuộc hạ cao cấp của Quý Nhậm như Tịnh Tân. Gã coi bộ rất ngưỡng mộ Nhất Uy, nhưng cũng lo lắng khi Nhất Uy suýt nữa toi mạng nếu như Vô Ảnh không tới kịp lúc cản được mũi tên ám khí của Tịnh Uyển. Minh Nghĩa dĩ nhiên là một người coi trọng sự công minh, nhất là khi hai kẻ mạnh chiến đấu một cách nghiêm túc với nhau. Ả Tịnh Uyển đã lợi dụng điểm yếu của Vô Ảnh mà tấn công, quả là hèn hạ hết sức. Càng huống hồ Nhất Uy đang nằm bất động và không có khả năng chiến đấu, gã đã phải dùng hết thần lực dịch chuyển đến đây ngay tại lúc này, muốn đưa Nhất Uy đi. Như vậy Vô Ảnh mới tập trung vào trận đấu của mình. Minh Nghĩa nói một cách đầy sảng khoái: bây giờ đã không còn ai có thể uy hiếp trận đấu của em nữa. Như người phàm vẫn luôn hay nói với nhau lúc này, ta cũng muốn nói vậy đấy người anh em. Cháy lên đi người anh em! Minh Nghĩa trước khi đi còn không quên ném cho Vô Ảnh một hũ nhỏ, giống như lọ dược mà ngày xưa người ta hay dùng. Gã nói lớn: thứ này
có thể làm lành vết thương cho con người. Vô Ảnh chụp lấy lọ thuốc, trở lại xác của Hiếu Minh, trực tiếp bôi nó lên vết thương của mình. Bởi vì vết thương quá nặng, vết đâm ban nãy đâm xuyên bụng của Hiếu Minh. Thuốc mà Minh Nghĩa đưa chỉ có thể khiến máu không ngừng chảy, làm liền vết thương. Nhưng anh vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Dù sao, với một chút sức lực này, Vô Ảnh cũng không quá tự tin hạ được ả đàn bà hèn hạ kia. Nhưng anh vẫn sẽ cố hết sức lực. Vô Ảnh trao cho Minh Nghĩa một nụ cười thân thiện vì hành động vừa rồi của gã. Mặc dù bóng lưng của gã đã rời đi đã được vài phút, anh đứng thẳng người. Giờ đây không cần bảo vệ Nhất Uy nữa. Anh sẽ cho Tịnh Uyển biết thế nào là lễ độ. Anh nhìn hút cái bóng Minh Nghĩa ôm Nhất Uy bay đi thật xa, rồi quay người nhìn vào đôi mắt vẫn đang chứa nhiều sự kinh ngạc rành rành của Tịnh Uyển. Anh nhếch môi nói lớn: "Bây giờ mới chính thức bắt đầu trận chiến, cô em bé bỏng à?" Tịnh Uyển hừ lạnh một tiếng, nhưng trái tim lại bất giác lệch đi một nhịp khi nghe Vô Ảnh vừa gọi mình là cô em bé bỏng. À, xoay mũi kiếm trên cả hai tay, chạm hai chuôi kiếm lại với nhau. Vô Ảnh đã từng thấy chiêu này trước đó rồi. Nó sẽ tạo ra một cơn lốc, cắt mọi thứ mà nó đi qua. Ả ném hai thanh kiếm ra ngoài không khí. Đúng như Vô Ảnh đoán, Tịnh Uyển lại dùng chiêu thức đã sử dụng trước đó. Hai thanh kiếm kết hợp lại tạo thành một cơn lốc cực mạnh. Nó thổi tung tất cả mọi thứ mà nó đi qua. Nó tiến tới nơi Vô Ảnh đang đứng với tốc độ như một tia chớp. Vô Ảnh tung người, chuẩn bị đón lấy đòn tấn công của ả. Dĩ nhiên, anh không quên cho huyết kiếm hấp thụ một chút máu trong lòng bàn tay của mình. Thần lực cũng như thần kiếm kết hợp với nhau, tạo ra một sức mạnh to lớn. Anh đứng trên không và cản được cơn lốc đầy kiếm mà Tịnh Uyển vừa tung ra. Tịnh Mẫn khó mà đánh với Linh Đàm khi gã biến thành một thuần luồng tinh. Y biết nguyên nhân gã thoát khỏi thử thách của y là gì rồi. Chính là nhờ vào bộ da của thuần luồng. Nó quá cứng so với đám thủy quái của y. Đám thủy quái có thể cắn chết người ta khi và chỉ khi những người đó sở hữu một bộ da mà chúng có thể tấn công kìa. So với bốn thuộc hạ cấp cao, không tính Tịnh Đan, y chỉ xếp thứ ba. Đứng trên Tịnh Ngôn, nếu so bì sức mạnh chiến đấu, cho nên khi thấy Vô Ảnh đánh ngang hàng, có khi còn có thể nhỉnh hơn Tịnh Uyển, y mới trở nên lo lắng và căng thẳng. Một bên đánh Linh Đàm, một bên vẫn luôn để ý những gì xảy ra xung quanh. Y biết Nhất Uy vừa đánh bại thuộc hạ cấp cao, chính cậu cũng bị thương rất nhiều. Chỉ sợ Tịnh Uyển của y lành ít dữ nhiều. Y phải làm gì đó mới không mất thêm một người nào khác. Tịnh Mẫn bỏ mặc Tịnh Đan chống chọi với đám thủy quái. Dù gì, gã cũng gần như thoát khỏi sự truy đuổi gắt gao của đám thủy quái. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ giúp y có thêm thời gian chạy đến bên cạnh Tịnh Uyển. Tịnh Mẫn biết thanh lưỡi hái trong tay Vô Ảnh là huyết kiếm, biết Tịnh Uyển thế nào cũng muốn có được nó bằng mọi cách. Tất nhiên, có cả việc giết chết chủ nhân hiện giờ của huyết kiếm là Vô Ảnh. Y cũng biết huyết kiếm là một thanh kiếm huyền thoại khó bị đánh bại nếu nó và chủ nhân của nó thực sự hợp nhất thành một. Mà y không biết cái tên Vô Ảnh đó đã thực sự thuần phục thanh lưỡi hái đó hay chưa. Y không thể để Tịnh Uyển gặp bất cứ nguy hiểm nào. Tịnh Mẫn dùng cây phất trần muốn đánh lén Vô Ảnh. Có như vậy, anh mới bị hai thanh kiếm của Tịnh Uyển làm cho bị thương. Đương nhiên, y không biết rằng đối thủ của mình đã rượt theo mình sát nút. Linh Đàm dùng cái đuôi của mình quất mạnh vào lưng Tịnh Mẫn, khiến y rơi từ trên trời xuống đất, mặt úp xuống đất, tư thế không được đẹp cho lắm. Linh Đàm phát tiết nói lớn, có thể nghe được giọng của gã khi đang ở trong bộ dạng thuần luồng tinh, cao hơn bình thường gấp 10 lần. Đối thủ của người vẫn còn đang sống đấy, tên nhóc. Tịnh Mẫn giận dữ đứng bật dậy. Trên đời này, y ghét nhất bị gọi là tên nhóc, thằng nhóc
hay bất cứ cái biệt danh nào có ý nghĩa đại loại như thế. Chẳng khác nào Linh Đàm đang không coi bản thân y ra gì. Trong mắt của gã, y chỉ như một tên ngốc hay sao? Y phi người lên cao, cả người đang đối diện với cái đầu của thùng luồng tinh. Tịnh Mẫn thét lớn, làm như y sợ bản thân nói nhỏ thì tên thùng luồng tinh kia không nghe được. Đừng có mà tự ý gọi ta là tên nhóc này tên nhóc nọ. Không biết ai lớn cái đầu hơn ai đâu, tên to xác. Tịnh Mẫn hả hê khi thấy bộ mặt xỉ xuống của thùng luồng tinh. Rõ ràng Linh Đàm cũng không mấy thích thú khi bị người khác gọi là tên to xác. Cho đáng đời gã, ai bảo gã cứ gọi y bằng cái biệt danh tên nhóc đó. Tịnh Uyển dồn chưởng lực vào hai thanh hắc bạch kiếm, khiến chúng trở nên khó kiểm soát và mạnh hơn một cách bất thường. Vô Ảnh không chịu đựng không nổi nên đã lánh trọn chưởng lực của ả. Anh văng ra xa, dài đến nỗi Tịnh Uyển khó mà nhìn thấy anh đang ở đâu. Tịnh Uyển vui mừng, thích thú rượt theo. À chắc mẻm rằng anh sẽ không thể nào sống sót, hoặc anh không thể nào không bị thương nặng thêm khi lãnh trọn chướng lực mạnh mẽ của ả. Không mấy ai thoát khỏi cái chết nếu như trúng một chiêu đó của ả đâu. Ả tự tin lắm, nhưng một lần nữa phải nói rằng may mắn lại không hề mỉm cười với ả một chút nào cả. Có lẽ ngay từ đầu ả đừng nên theo phe Quý Nhậm mới phải. Một người mạnh như ả, chưa từng trải qua những trận thua trông thấy như ả, làm sao biết được ý chí chiến đấu của người ta có thể thắng cả chút thương tổn cỏn con. Trong trường hợp của Vô Ảnh, thương tổn của anh không hề cỏn con chút nào. Vô Ảnh vẫn đứng đó cười một cách ngang ngược. Như thế cái chiêu vừa rồi của Tịnh Uyển chỉ như đang gãi ngứa cho anh mà thôi. Dù ả không trông thấy rõ ràng môi của anh sưng vù, máu me be bét, ngay cả cái quần trên người cũng dần dần tan nát, lộ cả da thịt bên trong. Tịnh Uyển tức tối lắm. Ả chưa bao giờ gặp tên nào li đòn hơn anh. Trong lòng ả xuất hiện vài tia cảm phục, mà đáng ra ả không được phép nghĩ đến. Người đàn ông trước mặt quá ngầu, quá tuyệt vời, quá chính nghĩa. Nghĩ lại, khi anh thấy bộ dạng này của ả, anh vẫn luôn gọi ả là cô bé. Điều đó có nghĩa anh chấp nhận con người thật này của ả, trong khi có hàng tá những tên khác nghĩ ả chỉ là một kẻ lập dị. Người duy nhất mà ả biết luôn chấp nhận con người của ả chỉ có Tịnh Mẫn và Quý Nhậm. Dù đôi khi ả bắt gặp ánh mắt khinh bỉ nhẹ nhàng của ngài mỗi lần thấy ả cùng Tịnh Mẫn tình tứ, Tịnh Uyển không hiểu nổi mình nữa. Đáng ra ả phải kết liễu anh ngay bây giờ. Đáng lý ra ả phải nắm lấy cơ hội chiếm lấy thanh huyết kiếm kia mới đúng. Nhưng tự dưng ả lại buột miệng. Tại sao ngươi lại cố gắng hết mình như vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác ngươi bị thương nghiêm trọng mà không chịu từ bỏ? Vô Ảnh vô tư nói. Nói như thế, cô em chưa bao giờ cố gắng vì một điều gì đó quan trọng vậy. Bạn bè của anh đang ở sau lưng của anh. Nếu như bản thân anh đây ngã khuỵu ngay lúc này, ai sẽ bảo vệ cho họ chứ? Nói tóm lại, anh sẽ không thua em đâu, cô bé. Tịnh Uyển nhìn vào đôi mắt của Vô Ảnh mà hỏi. Tại sao ngươi lại không hề ác cảm với bộ dạng này của ta? Tại sao vẫn gọi ta là cô bé? Những người khác luôn gọi ta là bán nam bán nữ, luôn nhìn ta với ánh mắt chế giễu đầy khinh thường. Vô Ảnh hít một hơi thật sâu, không biết nên trả lời câu hỏi của ả đàn bà kia hay không. Anh chợt nhìn thấy sự chân thành của ả, sự chân thành mà anh không tài nào hiểu được sao lại có thể xuất hiện trên bộ mặt gớm ghiếc. Có thể trong lúc này khuôn mặt lòe loẹ kia cũng không quá gớm ghiếc của một đối thủ như ả. Tự dưng hai người đang tranh giành đánh một trận sống chết, Tịnh Uyển lại đột nhiên trở thành một người mang đầy tâm sự, khiến cuộc chiến phải tạm thời dừng lại trong vài phút. Vô Ảnh không biết
thời gian tạm ngừng này kéo dài được bao lâu. Nhưng anh nghĩ ít ra cũng nên trả lời cho Tình Uyển. Có như thế, anh mới không thấy sự buồn bã của ả khi hỏi anh cái câu ấy. Có như thế, trận chiến của họ mới lại bắt đầu. Vô Ảnh nói nhỏ nhẹ. Cô em có thể có thân xác của một thằng đàn ông, nhưng tâm hồn của cô em lại muốn sống là chính mình. Anh rất đặc biệt khâm phục quyết định này của em. Dù biết sẽ gặp nhiều đàm tiếu, vẫn chọn làm chính mình. Nếu chúng ta cùng sống sót trong trận chiến này, anh nhất định giúp cô em hoàn thành tâm nguyện, trở thành một cô nương như em hằng mong muốn.